không hiểu để mà làm, mà làm cũng là không đọc, không biết làm bất được. Tại vì đọc xong không biết lấy số tiền này đâu để tính. Sau đó bước số 2 là thầy thấy một cái quyển này, thấy cái quyển này thì đọc quyển đây là hay quá, thấy này là nhưng mà cái quyển này mới mới nó còn à. Cái bước tiếp theo, bước tiếp theo làm sao vẽ được cái cổ đó, tôi chẳng biết, không biết cách vẽ, mất gần 2 năm bắt đầu mới biết cách vẽ, rồi mới đưa vào người ta, mà đưa vào người tính rồi sau đó là sử dụng cái đó là để làm rất nhanh. Rồi sau khi mất gần 2 năm sau thì bắt đầu ngồi viết cái này. Cái này là một số cái là nó có sẵn rồi, cái này có sẵn, còn cái công thức đây là thầy viết này. Lấy cái này thầy viết thôi, cái này thầy viết, rồi cái này thầy cũng viết luôn. Đấy, mấy cái hàng của thứ này, cái làm viết, viết xong rồi đọc bắt rồi. Để sau này có cái gì làm thì mình làm nhanh. Tầm giờ dạy sinh viên thì dạy cái là để các em hiểu được cái gốc và có cái bản. Thế còn ví dụ như thầy nói là các em học học công trình chuyển tài trọng bắt đầu học chưa? Thì học rồi, có biết làm cái này không? Biết không? Biết là nếu mà bạn nó biết thì các thầy chỉ đưa cho các bạn đây thôi. Thầy biết chắc chắn đây, chỉ đưa các bạn đây thôi. Áp dụng hình thức tính thôi. Rồi, chỉ đưa các bạn đây. Có tiền nhất. Thằng đấy hình như trong cái quyển bài giảng nhà cao tầng nó cho. Ủa hết đó. Cho các bạn đó là làm gì, các bạn đó là giờ vứt rồi, không ai làm cái việc cái đó. Cái đó là cái dễ nhất mà cái đó không ảnh hưởng đâu. Được chưa? Cái tất cả nhà tương đương dùng nền nó sẽ biết ở đâu ra. Mình chỉ còn thầy nào đó mà dạy vì các thầy dạy thì môn đây thì thầy sẽ biết là có một số thầy dạy là chỉ ra cái này nhưng mà không biết cái này ở đâu ra, không biết cái bảng này ở đâu ra. Rồi sau đó cái bảng này nhập vào cái phần mềm, à, cái nhập vào phần mềm đó, à, cái phần mềm đó là các bạn làm xong thì chỉ cách nhập vào. B đi. Nhiều dữ. 16 tầng mà sao nhiều này? Em thích lắm thầy ơi.
Giờ em thích quá. Chả biết gì hết. Bán vít không à? Em cứ lại mấy cái nhà xe của mình đây, nhà xíu này hàng tầm lưng hết. Lòng vòng là cỡ chục năm là bị hết dột. Còn cái kèo đó là 20 năm không bị. Mà làm thế nặng nề mà cái
trừ xe là xe trừ mình 10 năm sửa đấy. Nhưng mà như thầy nói đó là mấy cái tủ sắt bây giờ mình có thay được bằng cái loại tôi nó luôn này. Được. 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 Đó là mình đặt cái khó ngủ nữa là mình đặt kích cỡ khác nhau. À, giờ làm sao cho thế ra được. Đó là những cái cột thép xe mình. Vì cái thép mà thầy làm kia là thép cường độ cao. Đây. Đây. Cái thép trụ xe chừng mình nó lưu ở đâu mày ra đấy. 21 thôi. Chứ lưu mà. Mày chứ lưu mày phải lưu. Thép lá. Thép lá những thép gì ở bình thường là thép cổ chỉ là 21. Nhưng mà cái thép làm nhà kia là 5.000 5.000 tấn gấp ba lần nhiều lắm trong đây nhé. Tôi ra desktop luôn đi. Đó là mấy cái bài kiểm tra cơ bản rồi hả? Làm sao là tiếp cận được niên mới hay tay bỏ cái đầm đất luôn tay phủ cái mũ tiếng nó tiếng nó cổ hay tiếng tiếng xem bộ làm cái này là đường có đỡ đỡ cái gì nóng sơn dạ. Đó là riêng cái công sơn này à, thứ nhất là trà canh sạch này, thứ hai là sơn trung vĩ này, thứ ba là sơn phủ. Riêng công sơn là mất gần cái như 100.000 tiền công là phải 30.000 cái luôn cộng tiền vật liệu nữa à, mang lên nó giảm đi sơn nhưng cường độ thì nó cao à, đây xin liên kết nó liên kết dùng lông cường độ cao lắm. Liên kết này chỗ bị kèo với lại cột liên kết bị kèo cột thì dùng bu lông đạn. Bu lông đạn cũng cường độ cao. Bây giờ là lắp hết rồi nên không còn cái nhà là phải thay gì cả rồi là mình khoan lỗ xong mình bắt bu lông khoan lỗ sau đó bắt bu lông lại xuống bắt bu lông lấy cái không có gì hết á nó có đây 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 đuôi sao mày biết? Cái đuôi thế nó mà sao biết vậy? Cái đuôi nó là giả chụp. Đuôi khởi. Rồi sao? Xong vẽ được? Tại vì chưa biết không này chưa biết. Rồi giờ như này. À. Mình check hết được chưa? Rồi. Các bạn nhập vào được chưa? Nhiệm vụ chúng ta chỉ là ai chọn địa điểm và đất này gọi gì hết. Nhiệm vụ thứ ba này chép số liệu cái này thôi, chép số liệu này à, tới 4 giây bấm chuột phải copy rồi đây nữa sau khi bấm chuột phải copy rồi thì chúng ta ra màn hình chúng ta bấm chuột phải đến nó một tạo cái new thì chúng ta tạo cái text tính của mình file text em báo đây nha. Ừ. Mở ra. Rồi. Mở ra thì nó tạo cái mới đây chúng ta ghi phổ. Phổ thiết kế. À, phổ thiết kế ở Quảng Nam, Đà Nẵng ở đâu tùy. Đó. Phổ thiết kế Quảng Nam. Rồi chúng ta cứ bước vào. Và nó ra có phổ thiết kế Quảng Nam này. Bấm chuột phải dán đó là xong bấm chuột phải dán xong chưa tắt màn hình lại nó hỏi luôn sao chúng ta nhớ cái phổ đây nó nằm địa chỉ nào ạ giờ một là chúng ta cấp nó vào một ổ C ổ D ổ E gì gì đúng rồi chúng ta nhớ địa chỉ của nó rồi vô phần mềm để tắt cô cái định nghĩa à, định nghĩa tải trọng động đất dùng phổ này cái đây là spec chưa chung là động đất này cần hình đây là cái phổ căng căng thấy không cấp chuột vào cấp chuột trái rồi sau
sau cái kích trực trái thì của các em mà chưa có này không? À, của thầy vừa phải soát. Hiện giờ nó trống trơn đúng chưa? Rồi, bước ra chúng ta chọn. À. Phổ động đó từ cái file. Vâng, cái lên cái dòng đầu tiên đó. Switch chung profile là sử dụng phổ động đó từ cái file nó lên đó, thấy chưa? Rồi, sau đó vô gì? Add new. Như sau thì chúng ta vô đây chúng ta ghi là động đất. Động đất ở Tuy Hòa hay là động đất ở đâu gì đó. À, động đất ở Quảng Nam. Cái cổ này. Rồi. Xong phần này thì chúng ta vô Chrome này là tìm địa chỉ của file. Rồi chúng ta ra lại cái laptop hôm nay ạ. Rồi chúng ta tìm. Thì giờ có cái phổ thiết kế Quảng Nam này. Khi em ra ngoài kia thì tìm. Rồi bấm open. Mà trước tiên tìm là phải mở cái file nha. Open file. Tức là đi tất cả cái file đây. Không để test file. Ừ, do cái test file gì đó cũng được tùy. Ờ, hôn phá hôn anh. Màn hình nó chưa có gì hết, chúng ta bấm gì, display rồi đó. Đó, quên chọn cái giá trị đây, chọn cái này. Chọn cái đây là chọn gì? Ở preview, tức là giá trị của chu kỳ ấy. Chu kỳ. Chọn nút số 2. Ờ, bấm, display rồi đó. Rồi nó vẽ được cái khẩu ở trong đó. Làm nó do cái gì? Được rồi thì ok. Rồi ok. Ok xong. Chưa được thì phải cất lại làm lại cho thầy. Bạn nào làm chưa được? Chưa được là muốn mình dùng phiên bản nào ta anh chị. Vào đi phải có dấu là không có được. Hết new. Đừng có đặt cái địa chỉ lưu đừng có. Đọc đất đâu mày? Yeah.
lên sao? Đủ má đúng đi học có khác ông ơi, bằng cấp là khác khác. Thằng đi học đại học với thằng học trung cấp khác nhau cấp, chưa học qua lớp sơ cấp rồi chứ trung cấp. Thằng nào mà kim tốt đấy thôi à. Nè, bằng cấp là khác, vẽ nhìn đẹp hơn đấy. Học là làm cái đồ. Trời ơi. Thật bé giờ mình thấy nghe. Gửi dữ không? Thật chết chắc học ở đâu chứ. Ở quê mình đâu có dạy cái đây. Thì khai báo à? Khai báo là vậy là... Rồi cái bao rồi vậy? Thầy cái động đất y à, động đất x là mình chọn CQC thầy. Mình à, CQC khi dùng mấy cái tiêu chuẩn Eurocop hoặc là mấy thầy ở Hà Nội dạy thì thường chỉ chúng ta là CQC. Nó vô lên mạng tìm hiểu cái đó là CQC gì, nhưng mà thông thường là tôi tìm thầy. Giờ thầy không nhớ, giờ thầy muốn nhớ thầy về thầy phải đọc lại, hiểu nhớ lại rồi thầy mới chỉ được. Vì nó có một cái bảng giải thích cái chỗ này. Cái nào? Cái 0.3 với lại 1 là nãy là sao? Đây là y là lấy cái đây thầy. Đúng rồi. Thế còn x? X sao thầy? X lấy cái nào thầy? Lấy cái L XL Bây giờ
làm nó theo phương y thì theo phương y đấy 100% đó quý là khoảng 30%. Đó. Cho nên là theo nó nằm trong cái chỗ tư chọn nó có những gì đó. Nó có ảnh hưởng của cái phương kia. Thì bữa nay thì tôi đang còn hai bữa nữa là ngon về cái này này chị luôn. Nói chung là bữa nay